vào, ép vào. Không, những cái chân kìa. Chào anh em, mình vừa hoàn thành xong giải vô địch Jiu-jitsu toàn quốc, xuất sắc giành 3 tấm huy chương vàng, vô địch tuyệt đối ở hạng cân 56 kg của tất cả các thể thức Jiu-jitsu đối kháng và nêu ra anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi hành trình của mình. Ok. Xin chào anh em nhá. Đây là võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc, 3 huy chương vàng, 3 x 3 là 6 anh em nhá, xuất sắc tuyệt đối giành tất cả các chức vô địch tại giải vô địch Jiu-jitsu toàn quốc. Ok, cảm ơn anh em. Hẹn anh em vào video sắp tới nhá.